Rồi, xin chào các bạn đã quay okay, trở lại với cái video tiếp theo mình nha Thì hôm nay lại là một cái video offline Mình chia sẻ các bạn Không phải livestream Bởi vì đau họng quá các bạn ạ Các bạn thông cảm nha Thì uh, hôm nay cái video này mình muốn trả lời câu hỏi Cho một số bạn đang hỏi mình thế này Các bạn nói là bây giờ các bạn muốn quay video uh, Quay lại màn hình hoặc là làm những cái video hướng dẫn ở trên máy tính ấy. Thì uh, các bạn đang xài những cái laptop Các bạn muốn tìm một cái micro để thu âm thì có cái mic nào mà giá nó rẻ rẻ hay không à, tầm khoảng cỡ trăm ngàn đổ lại thôi bởi vì bây giờ các bạn đang sử dụng những cái mic của cái cái tai nghe điện thoại đó các bạn thu thì nó tập âm nhiều quá nó rẻ nó sôi quá thì giờ có cách nào mà có cái mic nào mà để xài mà nó ok hơn không mà giá mềm mềm thôi thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái mic mà mình đang xài khá là mềm nhưng mà cũng ok ta bắt đầu bạn nha Rồi thì ở đây các bạn nhìn này Mình đang có một cái mic kẹp áo ở này Đã Một cái mic kẹp áo Nhìn nó rất là mảnh mai, dễ vỡ luôn Nói đùa vậy thôi Đây này, cái này thì mình đang để nó có cái miếng bông lọc gió Đây các bạn Đây là cái miếng bông lọc gió Để khi mà các bạn nói nó không có bị tiếng là Đấy, kiểu vậy ha Đó Đây, còn cái mic thì như thế này Các bạn nhìn này rất nhỏ gọn thôi à, thực ra thì cái mic này ấy, mình mua trên Lazada cũng khá là lâu rồi mình mua lúc đó nó có cái giá là có 56 ngàn bây giờ mình cũng không nhớ cái link là link nào nữa nhưng mà chỉ có 56 ngàn thôi các bạn nếu bây giờ mà các bạn lên các bạn cứ tìm đại mic kẹp áo nha các bạn nhìn này đến nỗi cả cái kẹp áo nó cũng nó rất là củ chuối luôn đấy nó không có giống như là những cái kẹp áo của những cái mic xịn đâu những cái kẹp áo của những cái mic xịn đấy là cái mic của nó dài dài giống như là cái, cái đồ mà kẹp mà cà vạt ở trên áo của ta đó. rất là đẹp còn cái cái đồ kẹp áo này các bạn nhìn này cũng bắp lắm nhưng mà không quan trọng các bạn thực ra thì với cái giá mà dưới 100 ngàn thì mình nghĩ là chúng ta không đòi hỏi nhiều chỉ cần là chúng ta truyền tải được cái nội dung vào thôi là ok thì uh, bây giờ mình sẽ test thử các bạn xem luôn này đây, cái này mình sẽ gắn cái đồ lọc gió vào nha. Bạn mua là nó có sẵn cho bạn luôn rồi, không cần phải lo nữa. Mặc dù là cái mic này giá nó rất là rẻ, nhưng mà mình dám cá các bạn là chất lượng của nó sẽ tốt hơn cái mic ở trên cái tai nghe của những cái điện thoại mà chúng ta mua nó được kèm theo. Thì cái mic này á nó kết nối với máy tính bằng cái jack 3.5 mm các bạn nhá Đó thì mình hay dùng á để mình gắn vô cái, cái 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 cây gắn mic này luôn này. Ha. tại vì ở đây mình đang xài cái mức thu âm thì mình gắn cái này vào cái cây luôn mình kẹp vào cái cây này để cho tiện nữa mà còn thường thường nếu mà các bạn xài cái mức này thì các bạn kẹp lên cái áo nha kẹp lên cái áo đây mình sẽ kẹp lên cái áo này này, này kẹp lên mày. test luôn cho bạn nghe thử đó bạn thấy không này đó, để như này, này. test luôn cho bạn nghe thử ha còn nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể mua những cái mic khác xịn hơn chẳng hạn như ở đây mình đang có một cái mic của hãng Rode hãng Rode là một cái hãng uh, sản xuất uh, mic thu âm chuyên nghiệp của Úc rất là chất lượng này Đấy, mình có một cái mic bạn à, nhìn này cái mic mà mic xịn thì bạn thấy cái kẹp nó chất không Đấy, kẹp nó rất là chất nha đó. thì những cái mic này thì nó thu âm và lọc tiếng ổn rất là tốt nhưng mà giá của nó thì hơi chua Đấy, một cái mic như này bạn biết là nó gần tới 2 triệu đồng ha, gần 2 triệu đồng rất là mắc luôn nhưng mà được cái chất âm nó tốt hơn nhưng mà mình cũng test cho các bạn về chất lượng của cái mic này để bạn thấy được là nó ngon hơn những cái mic mà à, kèm theo cái tai nghe của điện thoại để bạn có thể là thu âm ở trên laptop bạn làm những cái việc cần thiết ok giờ mình test thử bạn nghe ha thì để thu âm ở trên máy tính được dễ dàng á mình sẽ sử dụng một cái phần mềm khá là nổi tiếng luôn phần mềm này hoàn toàn miễn phí các bạn nhé các bạn không cần phải rác hay gì hết phần mềm này có tên là Audacity các bạn mở cái trình duyệt lên này các bạn chỉ cần search là Audacity cd như thế này enter đấy nó đưa các bạn vào cái trang audacityteam org click vào đây đây các bạn nó hỗ trợ cả windows cả mac và cả linux luôn thì ví dụ mình sẽ windows mình bấm vào tải windows này đó rồi các bạn chỉ cần là tải về thôi ha ở đây nó sẽ có bản là install hoặc là các bạn chạy luôn này đấy ví dụ như mình bấm vào đây tải bản install bấm vào đây đây bạn nhìn này windows installer này chúng ta bấm vào đây chúng ta tải về ha, đấy nó sẽ tải về chúng ta chờ một tí nó tải, rồi mình sẽ cài luôn nha, cài luôn, run, yes, ok, next. next, 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 install, rồi sau khi cài xong mình next và mình chạy lên luôn nhá, philips chạy lên luôn rồi chúng ta tắt này đi này Ok Rồi trước khi mà bạn thu âm á Bạn sẽ vào cho mình cái phần là cái loa đây này Bạn chuột phải bạn chọn cái sao đây Nếu bạn không thấy cái dòng sao đây á, Thì bạn sẽ vào cho mình cái control panel nha Bạn vào control panel này Đây control panel Mở to lên đi Bạn vào cái phần sao này Mở lên bạn sẽ vào cái phần recording này này để bạn kiểm tra. Bạn thấy không? Bây giờ mình nói nha. Alo, alo, alo. Xem nó có tiếng không này. Alo alo alo, Rồi, thấy không? Cái 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 sóng xanh xanh lên này. Nếu bạn thấy cái sóng này nhỏ quá thì bạn click đúp vào đây. mở lên, bạn vào cái phần level này. Bạn chỉnh cái boost này lên tầm khoảng cỡ 2 nấc cái này này, Đấy, khoảng cỡ 20%. Ha, à, 20% decibel, 20 decibel. Và cái phần microphone này, bạn cho nó hết cỡ lên. Hết cỡ lên cho nó lớn lên. Rồi ok, bây giờ bạn nhìn nếu mình nói này. Alo alo alo, thấy không? Cái sóng này rất là nhiều. Thì khi mà bạn thu cái này á. Bạn kẹp cái này. Bạn chỉ cần để khoảng cỡ này thôi nè. Để dưới này thôi là được rồi. Hãy kẹp ngay cái chỗ cái cổ áo thung này. Để vào. Đó là ok. Rồi. Ok này nhá, Rồi tắt này được rồi. Quay trở lại phần mềm Audacity. Thì các bạn sẽ coi này, Ở đây á. Cái phần cái mic này. Các bạn phải chọn đúng cái mic. Mà đang sử dụng cái sao cạc ở máy của bạn nha. Ví dụ như sao cạc của mình là. Đây. Kiểm tra đây các bạn. Uh, device major này bạn thấy ở đây cái sao card của mình nó đang là hai definition audio device đấy thì mình sẽ chọn đúng hai definition audio device chọn đúng ở đây đó rồi à, cái này là cái phần cái loa cái loa thì bạn coi xem là nó phát ra cái loa nào nha rồi như vậy là được rồi bạn chỉ việc bấm thu ở đây thôi bấm thu đây giao thu bây giờ mình thu thử nha mình bấm đây này rồi xin chào các bạn nha, mình sẽ test thử cho các bạn nghe cái mic kẹp áo giá rẻ mua chưa tới trăm ngàn trên Lazada. Bấm đây dừng lại ha, rồi phóng to này đi, đây bạn thấy không? Đây là về cái phần âm thanh này. Bây giờ mình mở thử cho bạn nghe này. Rồi xin chào các bạn nha, mình sẽ test thử cho các bạn nghe cái mic kẹp áo giá rẻ mua chưa tới trăm ngàn trên Lazada. Đây các bạn thấy ok không? khá là ok ha thì ở đây ấy, nó vẫn có cái tạp âm các bạn nó vẫn có tạp âm bởi vì mic giá rẻ mà cho nên vẫn có tạp âm thì cái tạp âm này bạn xử lý dễ lắm bạn chỉ việc cái này nè bạn chọn này cái đúng không bạn phóng to này lên này ở đây nó có phóng to này cái kính hiển vi này zoom in phóng to lên đó bạn chọn cái phần chỗ này cái phần mà trước khi chúng ta thu á chúng ta sẽ ngừng một lúc chó chạy rồi chúng ta mới thu nha Đấy, để nó có cái phần này bạn vào phần effect bạn chọn cho mình là noise reduction đây bạn bấm là get noise profile bấm vào đây rồi sau đó bạn cần chôn a để chọn hết rồi bạn lại vào effect và chọn noise reduction cái này giữ nguyên hết thông số này luôn các bạn nhé không cần chỉnh nhiều đâu nhấn ok luôn thấy không nó sẽ xóa hết này rồi bạn bấm vào đây cho nó gom lại hết này rồi bây giờ bạn nghe lại này bảo đảm bạn hết tập âm liền rồi xin chào các bạn nhé, mình sẽ test thử cho các bạn nghe cái mic kẹp áo giá rẻ mua chưa tới trăm ngàn trên Lazada, đó thấy không? xử lý ngon lành liền, đó. Rồi bây giờ bạn kết hợp với lại OBS Studio để bạn quay màn hình, ha. Đây và OBS Studio lên như thế này. Thì ở trên OBS Studio các bạn sẽ vào setting này, ở cái phần audio cái phần mà mic này bạn cũng chọn đúng cái cạc âm thanh của bạn đây High definition audio chọn vào đây apply ok đây thì bạn thấy là ở phần này nó sẽ có cái mic này thấy không alo 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 bạn thấy không cái sóng âm thanh nó chạy đây này alo 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 đó thì khi mà bạn thu ở trên cái thằng OBS Studio này á thì chắc chắn là nó sẽ có tạp âm cho nên khi chúng ta edit video đó, nó sẽ rất là khó khăn cho nên theo như mình á cái này nếu mà bạn muốn là cho cái âm thanh nó được hay thì bạn sẽ kết hợp luôn với lại cái thằng à, Audacity này Đây, chẳng hạn ví dụ như cái này đi mình sẽ tạm thời mình xóa tất cả cái này đi nha rồi mình sẽ thu như thế này đây mình cho nó ở đây rồi mình sẽ tiến hành là mình bấm thu ở đây trước sau đó mình sẽ bấm thu ở dưới đây luôn quay màn hình đây luôn đó sau đó mình sẽ thu hai cái cùng một lúc và khi mà thu á thì hai cái nó đều có âm thanh và sau khi xong thì chúng ta sẽ xử lý âm thanh ở trên cái thằng Audacity sau đó chúng ta xuất ra thành cái file âm thanh và chúng ta sẽ à, ghép lại khi chúng ta edit video nha ví dụ đầu tiên ở đây này mình bấm quay đây một cái rồi mình bấm thu ở đây một cái Thấy không rồi mình sẽ tròn này xuống và chúng ta sẽ nói một cái à, chữ gì đó để chúng ta làm cái à, dấu hiệu để khi chúng ta ghép hai cái lại nhau ví dụ mình nói là alo alo bắt đầu quay bắt đầu quay alo alo bắt đầu quay đó ví dụ mình nói như thế rồi, sau đó mình sẽ quay. À chẳng hạn ví dụ như mình cứ quay màn hình bình thường này đi ha. Đó, ví dụ như là cứ quay bình thường vào đi. Rồi, ok, sau khi xong thì mình sẽ bấm stop này, đúng chưa? Rồi, mình sẽ stop này luôn. Đó. Rồi, ok. Đây, vậy là chúng ta đã có được cái pha thu âm ở đây, đúng chưa? Cái pha thu âm ở đây và chúng ta có được cái pha uh, video chúng ta quay ở đây. Đây, pha video mình vừa mới quay ở đây này. Đây ngày 4 tháng 2 này. Đây một cái. Rồi mình bấm thu ở đây một cái. Thấy không? Bạn thấy không? Mình sẽ cho này xuống. Và chúng ta sẽ nói thì bạn thấy là cái cái âm thanh ở cái phim ấy, nó sẽ bị sôi, nó có uh, tạp âm đúng không? Đây dụng mình kéo cái pha này ra bên ngoài luôn đi để mình xử lý cho nó dễ nha. Mình cho pha này ra bên ngoài để lát mình xử lý cho nó dễ. Rồi. Thì bây giờ bạn quay trở lại Audacity này. Cái âm thanh chúng ta thu trên Audacity này. Thấy không. Rồi mình sẽ cho này xuống và chúng ta sẽ nói một... đó bây giờ bạn chỉ việc làm sao xử lý cái âm thanh trên Audacity cho thật là tốt nha đấy thì ví dụ như này đi mình sẽ phóng to này lên đúng không đầu tiên phóng to này lên và chúng ta sẽ xử cái tạp âm này chúng ta chọn cái phần mà chúng ta không có nói đó lấy cái phần âm mẫu này chọn nó rồi mình sẽ vào effect mình chọn uh, noise reduction get noise profile xong mình lại cần chôn a để chọn hết effect chọn À uh, No Direction và mình chọn OK các thấy không, nó xử lý hết này bây giờ nghe lại này, bảo đảm bạn hay luôn này và chúng ta sẽ nói một cái uh, chữ gì đó để chúng ta làm cái, uh, cái dấu hiệu để khi chúng ta ghép hai cái lại nhau, ví dụ mình nói là đấy, vậy là xong đúng không bây giờ mình đã xuất nó ra, mình chọn uh, File và mình sẽ chọn là Export mình chọn là Export Wave các bạn nhé để cho nó là cái âm thanh gốc, cho nó chất lượng cao này đây mình sẽ xuất nó ra chẳng hạn ví dụ mình xuất ngoài desktop rồi mình sẽ uh, ở đây là mình đã đặt là um, âm thanh âm thanh và uh, video đã dụ vậy rồi xây và ok đấy nó đã xuất ra xuất xong rồi đấy, các bạn đây bạn nhìn này âm thanh video rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình edit video cho bạn coi mình sẽ dùng phần mềm Adobe Premiere Pro các bạn có thể sử dụng bất cứ phần mềm nào mà các bạn làm nhé ở đây mình sử dụng Premiere Pro quen rồi Đấy cho nên là mình sẽ uh, dùng Premiere Pro rồi chẳng hạn dụng mình tạo một cái project đi mình tạo một cái project ở đây nhá uh, ok này rồi sau đó mình sẽ uh, đưa cái file âm thanh và file video chúng ta vừa mới quay xong này chúng ta kéo vào đây để chúng ta xử lý ha đây kéo vào đây để xử lý đây kéo vào đây đó, kéo vào đây để xử lý, rồi khi mà kéo vào như này rồi đó, thì uh, mình sẽ tạo cho nó một cái sequence này uh, đâu rồi new sequence from clip đưa cái này vào đúng chưa? chúng ta đưa video vào để mình đưa qua bên cái uh, này đi cho nó rộng rộng này nhá. rồi để mình đưa cái phim vào như thế này rồi, sau khi mà bạn đưa cái phim vào như thế này rồi đó, thì bạn sẽ đưa kéo phần âm thanh này xuống dưới đây ở trong Premiere Pro nó có một tính năng để đồng bộ âm thanh rất là hay đó là bạn chọn hai cái này chọn cái phim của bạn và chọn cái file âm thanh của bạn sau đó bạn chuột phải và bạn chọn là Synchronize bấm vào đây và chúng ta chọn Audio và chúng ta ấn OK nó sẽ lập tức nó đồng bộ cái âm thanh cho bạn à, đồng bộ cái âm thanh của cái uh, file âm thanh rời và cái âm thanh của cái video của bạn giờ bạn nghe này nha À, rồi mình sẽ cho này xuống và chúng ta Đấy, bây giờ bạn thấy không? Âm thanh của cái video và âm thanh mà chúng ta thu rời bằng Audacity nó đã đồng bộ với nhau. Thì bây giờ cái việc còn lại làm sao? Bạn tắt cái âm thanh của cái thằng của cái file video đi. Mình sẽ chuột phải. Mình chuột phải mình chọn là ẩn link này. Và mình xóa cái âm thanh của video đi. Đây, xóa đi. Đó, và mình sẽ lấy cái âm thanh của cái phao mà chúng ta vừa mới quay thì chúng ta cắt ở ngay chỗ này này cho nó bằng nhau trước đã đây cắt cho bằng nhau trước đã nha, rồi lô này lên. đó chúng ta sẽ lấy coi là cái chỗ nào chúng ta thu này như chỗ này. và chúng ta sẽ nói một cái uh, chữ gì đó để chúng ta làm cái, uh, cái dấu hiệu để khi chúng ta ghép hai cái nhau ví dụ mình nói là alo alo bắt đầu quay bắt đầu quay alo alo bắt đầu quay đó ví dụ mình nói như thế rồi sau đó mình sẽ quay. à, chẳng hạn như mình cứ quay màn hình bình thường này đi ha đó, đó ok các bạn ha. ví dụ tới đây mình cắt bỏ này đi đó vậy là mình đã có một cái phim ok, à, một cái phim ok và cái âm thanh nó rất là hay luôn. tất cả, à, rồi mình sẽ cho này xuống và chúng ta sẽ nói một cái uh, chữ gì đó để chúng ta làm. các bạn thấy không? cái âm thanh nó rất là ok, âm thanh nó không còn bị tạp âm nữa, đó và ở bên phần mềm Audacity này ấy, nó còn rất là nhiều những cái hiệu ứng khác để chỉnh cho các bạn cái âm thanh nó còn hay hơn nữa cái âm thanh nó tiếng bạt nó dày rồi tiếng chép nó trong trẻo làm cho âm thanh bạn hay hơn nữa nhưng mà cái video này mình làm demo như vậy thôi thì nếu mà các bạn mà cảm thấy thích cái chủ đề này ấy, mình sẽ làm kỹ một cái video khác để chỉnh cái âm thanh nó hay hơn đối với những cái mic thu âm giá cực kỳ rẻ luôn nha đấy để các bạn có được một cái video hành chỉnh này đó, giờ thì xong rồi bạn chỉ việc làm sao? Xuất cái file video này ra thôi là bạn có một cái video ngon. Đây mình sẽ file export media. Rồi mình sẽ xuất nó ra cái định dạng là phim YouTube nha. Phim uh, YouTube này. hai uh, H264. Mình sẽ xuất là phim YouTube 1080 này. Đó. Rồi mình sẽ lưu ra ngoài desktop. Đây mình lưu là test uh, video âm thanh hay à, dụ vậy mình say và mình sẽ kill nó mình kill nó để mình uh, xuất nó ra bằng media encoder encoder đây cho nó nhanh nha media encoder nó đẩy qua đây và mình chỉ việc là chọn và mình xuất nó ra play xuất nó ra à, nhìn là xuất rất là nhanh thôi đó xong rồi tắt này đi mình nhìn đây đây mình có một cái video mở lên cho bạn coi này một cái không à, rồi mình sẽ cho cái này xuống và chúng ta sẽ nói một cái uh, chữ gì đó để chúng ta làm cái uh, dấu hiệu để khi chúng ta ghép hai cái nhau Ví dụ mình nói là Alo, alo, bắt đầu quay, bắt đầu quay, alo, alo, bắt đầu quay Đó, ví dụ mình nói như thế Rồi, sau đó mình sẽ quay à, chẳng hạn như mình cứ quay màn hình bình thường này đi ha Đó, ví dụ như là cứ quay bình thường và đi Rồi, ok, sau khi xong thì mình sẽ bấm stop này. Đó, ok các bạn thấy không? Tuyệt vời luôn Vậy là chúng ta đã làm được một cái video quay bằng phần mềm OBS Studio với một cái mic giá cực rẻ luôn, âm thanh vẫn tốt các bạn nha. Hello các bạn thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong một cái mic kẹp áo giá cực kỳ rẻ, chưa tới trăm ngàn. Thực ra thì mình muốn chia sẻ các bạn cái link để các bạn mua lắm, nhưng mà lâu quá mình mua cách đây cũng cả cỡ 3 năm bây giờ không còn cái link để chia sẻ các bạn nữa. Thì các bạn muốn mua các bạn cứ lên Lazada, các bạn gõ cái mic kẹp áo A miếng áo giá rẻ thì nó chỉ uh, độ khoảng là nếu mà 3 năm thì mình nghĩ nếu mà lên giá đi nó chẳng khoảng cỡ 60 hoặc là 70 là cùng à. thì nó chỉ ở cái giá đó thôi các bạn nhé thì uh, các bạn mua về và các bạn áp dụng nãy giờ uh, những cái mình làm đó dùng uh, obs để quay màn hình đúng không rồi dùng phần mềm thu âm để thu âm vào rồi sau đó chúng ta chỉnh âm thanh cho nó hay rồi kết hợp hai cái lại với nhau là chúng ta có một cái file video hoàn chỉnh để làm những cái video mà quay từ laptop không cho nó nhẹ nhàng thôi không phải nặng nề gì hết các bạn nhé đó thì uh, hy vọng rằng sẽ biết các bạn nhé nếu mà các bạn mà thấy thích cái chủ đề này thì các bạn để lại cho mình ý kiến thì mình sẽ làm một cái video khác chi tiết hơn về cách mà chỉnh âm thanh hay hơn nữa ở trên audacity để các bạn có thể áp dụng các bạn làm video ha rồi cái video này mình sẽ tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé bye bye